Y tế Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm 4 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai. Theo đó, các công ty này trên địa bàn Hà Nội đều có hành vi vi phạm là sản xuất sản phẩm nước uống đóng chai thuộc diện tự công bố sản phẩm. Tuy nhiên, những sản phẩm nước uống đóng chai được sản xuất ra có chỉ tiêu vi sinh vật không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật số 61 Do vậy, bên cạnh việc bị xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 2 tháng, các công ty này đều phải thu hồi và buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc tiêu hủy các lô sản phẩm không đạt chất lượng. Công ty cổ phần tập đoàn Zila Việt Nam, địa chỉ tại khu ao lò vôi, thôn Bạt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng và buộc thu hồi sản phẩm nước uống đóng chai Zila ngày sản xuất 18 tháng 9 năm 2023, hạn sử dụng 18 tháng 9 năm 2024. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ tổng hợp Tuấn Bình, địa chỉ tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng và buộc thu hồi sản phẩm nước uống đóng chai Mori, ngày sản xuất 29 tháng 8 năm 2023, hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Công ty cổ phần Avia, địa chỉ OCN06, khu công nghiệp Nguyên Khê, huyện Đông Anh cũng bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng và buộc thu hồi sản phẩm nước uống đóng chai Avia 3A ngày sản xuất 14 tháng 9 năm 2023, hạn sử dụng ngày 14 tháng 9 năm 2024, dung tích 18,9 lít. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ hậu nhân địa chỉ số 6 ngách 4 ngõ 34 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ bị xử phạt vi phạm hành chính gần 36 triệu đồng và buộc thu hồi sản phẩm nước uống đóng chai Noa Sen ngày sản xuất 15 tháng 9 năm 2023, hạn sử dụng 15 tháng 9 năm 2024. Công ty này còn có hành vi đã tiêu thụ sản phẩm nước uống đóng chai Noa Sen ngày sản xuất 15 tháng 9 năm 2023, hạn sử dụng 15 tháng 9 năm 2024 không đảm bảo chất lượng với tổng giá trị sản phẩm thực phẩm vi phạm đã tiêu thụ là 405.000 đồng. Được biết, cả 4 công ty có hành vi vi phạm bị xử phạt đều có đăng ký ngành nghề kinh doanh là sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng.